Ngày hôm nay thì rất vinh dự cho chúng tôi được có mặt ở đây để thực sự là được lần đầu tiên được chứng kiến Nhã có một cái cuộc sống thường ngày. Thì đầu tiên Nhã có thể chia sẻ là sau cái thành tích tại vòng loại World Cup ấy, thì khi mà trở về nhà thì bây giờ hiện tại cảm xúc của em, suy nghĩ của em đang như thế nào? Cảm xúc và suy nghĩ của em thì rất là hạnh phúc. Khi vào bước vừa đến đầu ngõ thì mọi người đã ra đón cũng như là rất là quan tâm. Hôm nay còn có rất nhiều người đến hỏi thăm nữa. Em có bao giờ nghĩ được rằng là khi mình theo cái sự nghiệp cầu thủ như thế này thì mình sẽ có được một cái được nhiều người biết đến như thế hay không? Em cũng chưa nghĩ đến cái cảnh như này, nên là được đến có ngày hôm nay thì cũng cảm ơn, rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm cũng như là động viên trong thời gian vừa qua. Bây giờ thì lật lại ngược dòng thời gian một chút thì anh rất muốn tìm hiểu xem là cái cách mà Nhã đến với bóng đá nó như thế nào. Em đến với môn thể thao này ra làm sao mà em lại thích bóng đá đến như thế? Ngày đầu là em không thích đâu. Em chỉ đi sang chơi cùng một chị ở bên hàng xóm. Cứ mỗi lần đi học về thì em chỉ đi sang chơi cùng thôi. Xong là tầm khoảng 3-4 năm sau thì có đợt tuyển sinh, ông bảo em đi nhưng mà bố mẹ em cũng không đồng ý lắm. Mỗi bố thôi, mẹ cũng không thích cho đi lắm nên là cũng cứ lăn nỉ mãi xin mãi. Đợt đầu em có một đợt em tuyển sinh 2 lần. Đợt đầu thì không trúng tuyển, xong mà nửa năm sau thì đi tuyển sinh lại thì mới được vào công vụ Hà Nội. Cái thời mà Nhã bắt đầu mà đi cùng các bạn nhỏ mà đi bén duyên với cái môn thể thao đấy, môn bóng đá là năm bao nhiêu tuổi? Năm đấy thì em nhớ không nhầm là năm lớp 3 thì phải. Lớp 3, tiểu học. Vâng. Là bắt đầu đi đạp xe cùng sang chơi với bên kia. Bên gần xóm. Vâng. Ok. Tức là tiểu học đã rất là thích bóng đá rồi. Em có bao giờ cái thời đấy mà em xem tivi hay thích một trận đấu hay là thích bóng đá hay không? Hay là chỉ đơn giản là lúc đấy em chỉ kiểu sang chơi cho vui thôi. Chỉ chơi cho vui. Không nghĩ là sẽ theo luôn con đường chuyên nghiệp bóng đá. Khi mà em xin bố mẹ như thế thì bố mẹ có nói là cái môn này nó sẽ không đem lại gì hay như nào hay không? Bố mẹ em nói như nào? Có, bố mẹ em thì bảo là không có tương lai rồi học dốt rồi lên đấy thì chỉ mải chơi rồi nói này nói nọ. Thế còn bố? Vẫn xin đi, bố thì vẫn rất là thích, bố thì động viên đồng ý. Bà ngoại thì cũng bảo không cho đi, sợ chân cẳng rồi này nọ, sợ chấn thương. Cái lúc bắt đầu em theo ăn tập chuyên nghiệp thì năm đó là em bao nhiêu tuổi? Năm đấy là bắt đầu em lên lớp 8, 14 tuổi. Lúc đấy thì em cái việc mà một mình gia nhập đội bóng như thế và quen biết những cái bạn cùng trang lứa như thế thì em có khó khăn trong cái việc tự sinh hoạt với cả các bạn đấy không? Cũng khá là bình thường ạ. Vì lúc đấy là ở đây em có đi chung với một bạn cùng quê luôn. Lên đấy thì kiểu các bạn cũng kiểu chạc tuổi nhau nên là kiểu mình giao tiếp cũng khá là bình thường ạ. Nhưng mà kiểu vẫn có một số các chị nên là không bọn em ít nói chuyện với các chị nhiều hơn. Cái năm em học lớp 8 như thế thì không biết là những cái hoạt động theo kiểu như là giặt giũ này hay là tự gọi là chăm sóc cả bản thân này hay là những lúc mà mình đau ốm vui buồn thì lúc ấy mình có thấy nhớ nhà và có thấy cảm giác như nào hay không? Có một đợt thì em có gọi điện bảo mẹ cho con về, xong mẹ em bảo là trước lúc đi đã bảo là không đi là đi luôn không về nữa. Thế xong mà em lại cố gắng những ngày tháng tiếp theo vẫn phải chịu đựng nỗi nhớ nhà. Ngoài cái nỗi nhớ nhà đấy thì anh cũng được rất là hiểu là bóng đá nữ thì cũng thiệt thòi hơn so với bóng đá nam rất là nhiều, đặc biệt là những cái việc liên quan đến việc thu nhập. Khi mà em bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ bóng đá thì em có nghĩ rằng đó là một số tiền hơi ít không? Lúc mới đầu thì chưa bao giờ cầm cái số tiền lương mà nó cũng nhiều như thế, tại vì bọn em nhỏ ấy. Nên là được cầm những số tiền đấy thì cảm giác rất là hạnh phúc. Nói chung là lúc đấy cầm trên tay thì cũng cảm giác bao nhiêu tiền em không nhớ, không nhầm thì khoảng tầm
3,2 triệu hay sao ấy. 3,2 triệu một tháng lương. Lúc đấy là mấy tháng, bọn em là nhỏ mấy tháng mới được lấy một lần. Thì được 3,2 triệu. Vâng. 3,2 triệu như thế thì em sử dụng vào việc gì? Em mới lúc đấy là kiểu em chưa biết tiêu gì ấy. Em cho bố mẹ. Vâng. Có giữ lại chút gì cho bản thân để làm gì? Em có giữ một chút. Với em lúc đấy thì là đồng lương là ok rồi. Vâng. Và sau khi mà anh được biết là bóng đá nữ thì cũng có một cái những cái câu chuyện liên quan đến việc là với các cầu thủ bóng đá nam thì họ mua giày dép rất là thoải mái, nhiều đôi giày, nhưng với em thì sao? Những cái đôi giày mà em đi thì nó thường thường bao nhiêu trước năm? Trước đấy thì bọn em chỉ đi giày kiểu giày Bata ấy, kiểu giày thượng đỉnh ấy. Còn sau này lên chuyên nghiệp, lên đội 1 với cả U19 thì bọn em mới mua những cái đôi giày. Mới đầu em chỉ dám mua những đôi giày khoảng hơn 1 triệu. Sau rồi thì kiểu giá trị tăng lên thì bọn em mua những cái đôi hơn 2 triệu. Nhưng mà em thì cũng chỉ có 1-2 đôi thôi, chứ cũng không có nhiều. Đối với em, cái việc giá trị nhất mà em đưa về cho bố mẹ thì nó sẽ giúp ích gì cho gia đình? Sẽ giúp ích là giúp đỡ bố mẹ trong cuộc sống cũng như là ăn uống. Nói chung là cũng mua đồ dùng cho gia đình luôn. Ngay đoạn đầu của chương trình này thì có thể thấy là Nhã đang làm một cái công việc mà anh nghĩ là cũng rất là nhiều người bất ngờ. Đây là Nhã có thể chia sẻ là đây là cái công việc như thế nào của gia đình? Nó theo truyền thống hay là đây là làng nghề hay như thế nào? Không ạ. Trước đấy là mẹ em thêu tay. Xong là mẹ em đi thêu công. Ngày em mới mua máy này cách đây khoảng 1 năm. Nhưng mà trước đấy thì dịch nên là không chạy nhiều nên là cũng khó khăn. Vì đây là kiểu vay để mua cái máy này. Bây giờ thì cũng chắc bố mẹ cũng trả hết rồi. Ok, cái việc khó khăn của bóng đá nữ như thế thì Nhã nghĩ sao khi mà mình có cơ hội được vào đội tuyển, mình có cơ hội được ăn tập và thi đấu và thử sức với các đàn chị, và Nhã cảm thấy là cái việc vào đội tuyển của mình nó có thực sự là bất ngờ hay không, và em cảm thấy là mình phải nỗ lực để vượt qua như nào với những cái cầu thủ cùng vị trí? Trước khi lên đội tuyển thì em cũng khá bất ngờ khi mà Lục Bác gọi lên tập trung để nối tiếp các đàn chị. Thì lúc đấy em cũng không nghĩ là em có trong danh sách, tại vì trước lúc đấy thì đúng là thật ra là giải đấy thì em đá không tốt. Nhưng mà chắc là kiểu bác cũng đã kiểu theo dõi từ lâu rồi, bác để ý từ trẻ từ rất lâu rồi, nên là được có cơ hội tập cùng các chị cũng như là học hỏi của các chị thì em cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Sau quãng thời gian mà được tập trung cùng các chị cũng đã dạy dỗ cũng như là chỉ bảo những cái lỗi sai. Em cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Còn đâu để cạnh tranh được vị trí cùng các chị thì em phải cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới. Anh thấy là Nhã trong cái phong cách thi đấu là Nhã dùng tốc độ rất là nhiều. Thì từ bé thì em cái việc gọi là tốc độ của em đã như thế chưa, hay là phải qua luyện tập? Và em có một cái, anh được biết là ở Việt Nam thì Nhã rất là thích Văn Toàn, thì không biết là cái cầu thủ Văn Toàn có đem lại cái cảm hứng như em trong cái việc là thi đấu theo kiểu tốc độ như thế hay không? Tốc độ thì em nghĩ là từ ngày xưa rồi, tại vì trước đấy em cũng có thi chạy nữa. Thi chạy? Vâng. Nhưng mà thi chạy 800m mà em bỏ cuộc rồi, lúc đấy em mệt quá, em không chạy được nữa. Tức là chạy bền là mình không đủ sức? Vâng. Em có xin ra sang chạy 100m rồi nhưng thấy không cho. Còn đâu để nói về Văn Toàn thì cũng là một nguồn cảm hứng để cho em cố gắng hơn trong bóng đá, cũng như là học hỏi hơn về nhiều cách đá bóng hơn để giống như anh ấy. Em có thể nói cụ thể một chút không? Ở Văn Toàn thì anh thấy là ngày xưa thì bạn ấy ngoài chạy ra, bạn ấy cũng là một cầu thủ chơi đồng đội phối hợp rất là tốt. Ngoài ra thì Toàn bây giờ có khả năng dứt điểm cũng khá là đa dạng. Thì cho đến bây giờ thì em học được Toàn này, gọi là mình tiếp thu được những cái gì từ phía Toàn? Em tiếp thu, em nhìn nhận ra là anh ấy ở một vòng 16m50 thì cũng khá nguy hiểm. Vì anh dùng tốc độ có thể gây đến penalty. Penalty. Còn đâu về phần phối hợp thì em chưa tìm hiểu lắm. Tức là cần phải học hỏi thêm. Vâng.
trong trong khi mà mình khoác áo đội tuyển ấy, thì anh thấy mọi người cũng rất là quan tâm và nhắc nhiều đến cái công lao của thầy Mai Đức Chung. Bác Mai Đức Chung thì với cá nhân Nhã thì bác Chung có ý nghĩa như nào trong cái sự nghiệp của mình? Rất là cảm ơn bác từ đợt U19 cho đến bây giờ. Bác là người đã kiểu dạy dỗ bọn em, cũng như là chỉ bảo bọn em từ đợt U19 để bọn em phát triển hơn, để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Bác thì cũng giống như một người cha rất là quan tâm bọn em, hay chia sẻ và hay động viên những khi mà kiểu đau, chấn thương. Nhã có thể chia sẻ thêm một chút là bác Trung thì bác cũng thường nói là cầu thủ nữ rất là khác cầu thủ nam. Thì những cái lúc khó khăn nhất của cầu thủ nữ thì có những cái bạn gần như là cũng từ bỏ cái môn này. Với Nhã đã bao giờ nghĩ đến cái chuyện là mình từ bỏ cái môn bóng đá nữ này chưa? Và có bao giờ mà có những người thầy theo kiểu như huấn luyện viên Mai Đức Chung mà giúp Nhã lấy lại được cái cảm giác và cảm hứng để bắt đầu tiếp tục lại sự nghiệp của mình? Từ bỏ thì chắc hẳn thì ai cũng có thôi. Em cũng có một thời gian là kiểu chán, lúc đấy là kiểu bị chấn thương, kiểu chán, nhưng mà các thầy nói chung mà cũng như là ban lãnh đạo, sếp nó cũng động viên rất nhiều, bảo là không sao, mình còn trẻ sẽ kiểu phải còn cố gắng, còn tiến xa hơn nữa. Nên là kiểu bọn em cũng nhận được sự động viên đấy, bọn em cũng rất là hạnh phúc, nói chung là cũng sẽ quyết tâm hơn trong tập luyện. Trước khi mà Nhã cùng đội tuyển nữ chúng ta thành công khi mà giành vé vào vòng loại World Cup ấy, thì với cá nhân Nhã, em theo cái môn bóng đá nữ này em cảm thấy là em được gì và em mất gì? Theo cái này thì cũng khá là, em cảm thấy là mất làn da một sắc đẹp, tôi nói là sắc đẹp. Vâng, còn đâu được thì cũng được mọi người biết đến nhiều hơn, mọi người quan tâm nhiều hơn. Và cũng được những người kiểu được những đồng đội rất là vui vẻ, cũng như là rất là có nhiều bạn. Vâng, nhiều bạn hơn. Các chị rất đáng yêu. Các chị rất đáng yêu. Ở bóng đá nữ thì có một cái điều rất là nhạy cảm, nhưng hôm nay anh cũng muốn hỏi Nhã, tức là bóng đá nam thì 1 tháng 30 ngày người ta hoàn toàn có thể tập luyện bình thường, nhưng mà với bóng đá nữ thì sẽ có những ngày mình mệt mỏi. Thì với cá nhân Nhã thì để vượt qua những cái ngày tháng như thế thì mình phải làm nào? Có bao giờ mình phải nghỉ tập hay không? Bác Trung cũng cho nghỉ, nếu mà là bác Trung cũng như là các ban huấn luyện khác thì cũng thường thường là 1 tháng thì sẽ cho nghỉ buổi 1-2 buổi. Nếu mà kiểu đau ốm mệt mỏi quá thì bác cũng đồng ý thôi, ban huấn luyện khác cũng sẽ đồng ý thôi. Với em thì cái đấy có ảnh hưởng nhiều đến cái việc theo được cái giáo án hay tập luyện hay sinh hoạt gì của cá nhân em không? Những cái ngày mệt mỏi như thế thì cũng khá là bất tiện, cũng như là khá là nóng trong người, kiểu khó chịu ấy. Nên là theo được giáo án thì nói chung là cũng bọn em cũng sẽ cố gắng theo hết, còn đâu nếu mà không theo hết thì bảo ban huấn luyện thì ban huấn luyện cũng sẽ giảm khối lượng. Ở bóng đá nam thì anh được biết là khi mà các cầu thủ mà tập luyện và hay thi đấu cường độ cao thì người ta sau khi những cái ngày như thế thì người ta cũng có những cái cách để người ta xả stress, ví dụ như gặp gỡ bạn bè, đi chơi, đi bời hay là ăn uống. Với bọn em thì sao? Bọn em làm cái gì? Thì cũng nếu mà được ngày nghỉ thì bọn em cũng sẽ đi cà phê, đi xem phim, hoặc là đi dạo phố, đi mua sắm. Chủ yếu là em đi mua sắm. Ok. Các bạn thân mến, đó là những cái chia sẻ của Nhã về vấn đề nhiều về chuyên môn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của Nhã ở lĩnh vực bên lề cuộc sống, xem là sâu hơn một chút, xem là Nhã suy nghĩ như thế nào về tất cả những cái thứ sở thích, sở ghét hay là bên lề cuộc sống như thế nào. Trong tương lai thì em mong muốn là sẽ đạt nhiều thành tích hơn ở câu lạc bộ cũng như là đội tuyển quốc gia. Và điều mong muốn nhất là sẽ đạt được quả bóng vàng sắp tới giống như các chị Tiết Dung và chị Huỳnh Như. Sẽ xây cho mình được một căn nhà chắc là khoảng 1 tỷ đô la thôi ạ. Người thân trong gia đình cũng như là mọi người có một sức khỏe và sống thật lâu hạnh phúc với bọn em. Nói chung là cũng mong là sẽ có nhiều đôi giày đinh để thi đấu hơn nữa.